Hai hộp sữa như hai chị em sinh đôi, chỉ khác nhau về màu sắc vỏ hộp. Còn lại giống nhau y hệt từ thành phần, công dụng, đối tượng sử dụng. Rồi đến cả từng microgram vi chất dinh dưỡng. Và cùng được sản xuất tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dược phẩm THL. Còn công ty Huyền Chi Ngọc chịu trách nhiệm sản phẩm. Thế nhưng, hai hộp sữa này giá bán lại khá chênh lệch. Trong khi sữa tăng cân Yami giá niêm yết là 495.000 đồng một hộp, thì sữa Hogimil lại chỉ được bán với giá dao động từ 120.000 đến 130.000 đồng một hộp tùy từng đại lý. Điều đáng bàn là giá bán sỉ sữa Hogimil còn rẻ đến mức gây sốc. Trong vai một đại lý cần mua sỉ sữa để bán, phóng viên VTV Money đã được nhân viên công ty Huyền Chi Ngọc gửi bảng báo giá cho hàng chục sản phẩm sữa khác nhau. Trong đó, sữa tăng cân Hogi nếu mua từ 6 thùng thì chỉ có giá 55.000 đồng cho hộp 400g và 90.000 đồng cho hộp 900g. Chị lấy từ 6 thùng trở lên giá 90. 6 thùng trở lên là 90.000 một lon. 90.000 một lon là 900g chị nhá. 90.000 đồng cho một hộp sữa 900g. Trong các clip đăng tải trên mạng, công ty Huyền Chi Ngọc quảng cáo sữa tăng cân Hogimil được sản xuất từ bột sữa nguyên kem nhập khẩu từ New Zealand. Thế nhưng, theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 10 tháng đầu năm 2023, giá nhập khẩu bình quân mặt hàng sữa này là 3.532 đô la Mỹ một tấn, tương đương với giá khoảng 84 đến 87.000 đồng một kg tùy từng thời điểm của tỷ giá. Như vậy, 1 kg sữa New Zealand nhập khẩu đã gần bằng giá bán của cả hộp sữa Hogi. Không rõ là công ty Huyền Chi Ngọc và công ty dược phẩm THL đã dùng nguyên liệu gì để cho ra những hộp sữa giá rẻ đến bất thường như vậy. 90.000 hộp sữa to như này thì sản xuất cái gì vào đây để bán 90.000? Các cơ quan chức năng vào cuộc và tìm hiểu xem cái giá thành với cái nguồn gốc của cái sữa này nó như thế nào. Thời gian vừa qua là giá sữa thị trường thế giới có tăng cao, thì sản xuất, chi phí cho sản xuất, cho người lao động, cho bao bì, cho điện nước, rồi nhiều vấn đề khác, rồi thuế, thì cái giá rẻ như thế này là cần phải được xem xét lại. Nhiều khi tôi cho rằng là nếu tôi là người tiêu dùng là tôi rất ái ngại những cái sản phẩm sữa mà giá rẻ bất thường như thế này. Theo chia sẻ của một số chủ cơ sở gia công sữa bột tại thành phố Hồ Chí Minh thì họ nhận hàng gia công sữa giá thấp nhất cũng phải từ 125.000 đến 150.000 đồng một lon sữa. Hiện tại là giá một lon thành phẩm như vậy là giá rơi vào khoảng 125.000. Ở đây là 150-160 là bình dân rồi, có cái loại nào cao hơn hay thấp hơn? Đúng rồi, cao hơn thì có một số thằng nó đặt riêng thôi. Thế có cái loại nào thấp hơn nữa? Không. Ít nhất là 150-160. Đúng rồi, đó là bình quân. Các chủ xưởng này tiết lộ, chi phí để gia công một lon sữa hộp bao gồm vỏ hộp, nhân công, khấu hao máy móc, điện nước, vận chuyển, trung bình khoảng 50% giá sữa xuất xưởng. Như vậy, giá trị thực sự một lon sữa 900g Hogimil có giá 90.000 thì có thể tạm tính như sau. Khoảng 15% lợi nhuận của nhà phân phối và công ty sản xuất là 15.000 đồng. Chi phí gia công từ 45 đến 50% tương đương là khoảng 40.000 đồng. Như vậy, nguyên liệu sữa bột, các vitamin trong một hộp sữa sẽ còn lại là khoảng từ 35 đến 40.000 đồng.